Cùng đồng bạn quốc tế sừng sốt, quá nhiều ông Tây đã bị Việt hóa sau khi ở Việt Nam quá lâu, có đuổi cũng không chịu về. Xin chào các bạn khán giả của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, hiện nay xu hướng người Việt Nam đến định cư ở nước ngoài đang ngày một tăng và Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia có lượng người định cư nước ngoài cao nhất thế giới. Theo thống kê hàng năm, có khoảng 100.000 người Việt di cư ra nước ngoài và hầu như người Việt chọn lựa những nước phát triển như là Mỹ, Canada, Australia, Pháp, điều đó thì cũng dễ hiểu thôi vì những nước đó có khả năng phát triển tốt về công việc dịch vụ đầy đủ và đây thường là những nước được mệnh danh là đời đáng sống nhưng thật là kỳ lạ người việt thì đua nhau ra nước ngoài định cư ấy thế mà có rất nhiều người nước ngoài lại muốn từ bỏ cuộc sống bạc tỷ ở châu âu châu mỹ để rồi đến việt nam sinh sống hàng chục năm chơi không muốn về thậm chí có nhiều người đã có dấu hiệu bị việt hóa khi sống tại việt nam quá lâu Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu trả lời bằng cách lắng nghe câu chuyện của một vài người nước ngoài đang sống ở Việt Nam nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với anh bạn Josh Ryan, 29 tuổi, tự nhận mình là người Việt chính hiệu sau 10 năm sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ryan là người Bồ Đào Nha, nhưng anh ấy lại yêu Việt Nam một cách kỳ lạ. Sáng Chủ nhật ngày đầu tháng 7, Ryan dậy sớm đi chợ mua hoa, trái cây để chuẩn bị thắp hương cùng dằm. Cung kiếng làm nhà cửa ấm áp hơn. Chàng trai người bị gốc Bồ Đào Nha giải thích, đây là lần đầu tiên mà mình thấy có một người nước ngoài lại biết cúng kiếng tổ tiên ông bà y như người Việt Nam vậy. Ryan nói rằng đã ở Việt Nam gần 10 năm nên không chỉ có thói quen cúng rằm, mùng 1 hàng tháng mà năm nào cũng lên lễ chùa dịp Vu Lan, cũng ông Táo đốt vàng mã ngày 23 Tết, xông nhà cửa bằng lá thơm để thấy lòng mình bình an. Câu chuyện mà anh ấy kể có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Lần đầu tiên Ryan thấy người Việt Nam cúng kiếng là năm 10 tuổi ở quê nhà, thành phố Portland, bang Oregon Do ba mẹ rất bận rộn, anh thường sang nhà hàng xóm là người phụ nữ gốc Huế chơi và nhận làm mẹ nuôi. Người này giải thích cũng là phong tục bày tỏ lòng thanh kính với Tổ tiên, chơi đất và nguyện cầu bình an. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà nhắm nghiền mắt, chắp tay rồi khấn vái. Mẹ nuôi còn cho Ryan đọc truyện kiều, dạy anh cách dùng đũa, làm bánh bột lọc và nghe cải lương. Nhờ mẹ nuôi nên Ryan nói tốt tiếng Việt, thậm chí là nói được giọng của ba miền Bắc, Trung, Nam. Việt Nam đã ngấm vào tôi từ nhỏ như thế, anh nói. Thế là hè năm 2012, Ryan dành tiền tiết kiệm sang Việt Nam du lịch 3 tháng và quyết định ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Anh lấy tên tiếng Việt là Trần Luân Vũ, ghép từ họ của mẹ nuôi và tên của nghệ sĩ cải lương Vũ Luân Bình Hâm Mộ. Cú sốc đầu tiên ở Việt Nam của Ryan là hội chứng phát điên bởi karaoke. Hàng xóm của anh cứ dành là hát, nhưng mọi thứ dần thay đổi khi anh được kéo vào những cuộc vui này. Tăng một bao giờ cũng là ăn uống, bia bọt, khi đã nga nga họ bắt đầu tăng hai karaoke. Anh nhớ lại, Ryan cho biết người Mỹ có câu Fake it until you make it. Bắt trước cho đến khi bạn làm được nó. Ban đầu, chàng trai nhận lời tham gia hát thử vài ca khúc bolero. Anh nhận ra karaoke vui hơn mình tưởng. Nó kết nối mọi người trong không gian thân mật. Giờ đây thì Ryan cho biết trung bình mỗi một cuộc vui với bạn bè anh phải hát gần 8 bài ở đủ thể loại nhạc kể cả là cải lương. Có lần tôi về Mỹ thăm nhà, những cuộc vui trở nên thiếu thiếu khi không có tiếng karaoke cùng sự ồn ào nói cười. Từ đó thì tôi nghĩ Việt Nam mới là nhà mình. Ryan nói: Anh chàng này cũng có một kênh TikTok đấy, nếu các bạn quan tâm có thể theo dõi anh ấy và lắng nghe những câu chuyện dở khóc giở cười của anh chàng khi ở Việt Nam nhé. Tạm biệt anh bạn người Bồ Đào Nha dễ thương. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Nadis Ujo, người Nigeria, một người đã sống 15 năm tại Việt Nam và khẳng định rằng văn hóa 17 giờ 59 là điều thú vị nhất. Nghe thì khá lạ tai đúng không? Thực chất văn hóa 17 giờ 59 là thuật ngữ để chỉ thời điểm một phút trước khi tan làm và những người đàn ông sẽ rủ nhau nhậu. Với Nadis, nhậu ở Việt Nam rất vui. Tiểu lượng của Nadis khoảng hai chai, nhưng nếu như được mời tiếp, anh xin nhấp môi. Và mọi người cũng vui vẻ chấp nhận, chàng trai gốc Phi chia sẻ. Ở quê Nadis cũng không có khái niệm nhậu. Nếu muốn uống rượu bia, mọi người vào ba, nhâm nhi một ít phô mai, muối hoặc là thịt sông khói. Mỗi người uống theo nhu cầu và không có văn hóa mời nhau uống. Nhớ lại hồi mùa hè năm 2010, trong buổi nhậu đầu tiên với người Việt, Nadit đã bị sốc văn hóa bởi bị ép uống. Cốc bia vừa vơi phần nửa, một người đã rót thêm cho Nadit và mời anh uống cạn. Sau khi Nadit uống hai chai, họ này nỉ anh uống thêm. Bạn của Nadit giải thích, họ làm thế vì quỷ anh và muốn anh cùng vui với tập thể. Hai năm sau khi tham gia rất nhiều buổi nhậu, Nadit nhận ra uống theo lời mời cũng là cách tôn trọng họ. Nếu uống không đổi, tôi sẽ cầm chai, vờ như là đang uống để họ vui, Nadit nói. Một trong những lý do là đít thích nhậu ở Việt Nam là bởi cách người Việt trao đổi, chia sẻ mọi câu chuyện kể cả là niềm vui hay nỗi buồn. Từ đầu video đến giờ, chúng ta đã được gặp gỡ với hai chàng trai trẻ yêu Việt Nam. Nhưng các bạn biết không, ngoài người trẻ ra thì hiện nay có một xu hướng rất thịnh hành, đó là đến Việt Nam để nghỉ hưu khi về già. Một trường hợp tiêu biểu chính là ông Jefferson Sauder, 73 tuổi, đã bốn lần sang Việt Nam tìm hiểu cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng phải 7 năm sau, ông ấy mới trở thành người Việt công Mỹ Ngôi nhà mà Jefferson đang ở nằm sâu trong hẻm thuộc quận Bình Thạnh, rộng khoảng 100 mét vuông, gồm hai gian và một phòng ngủ. Do yêu thích các loại rau củ Việt Nam, ông tự mua hạt giống về gieo trồng, làm dàn cho dây leo để trồng mướp, bí và bầu. Có vài loại cây trong vườn ông thậm chí không biết tên tiếng Anh của chúng nên gọi theo cách của người Việt Nam. Tuần đầu tiên sống ở Việt Nam, Jefferson thấy kỳ lạ khi tất cả hàng xóm đều biến mất vào buổi trưa. Tìm hiểu mãi mới biết là họ đang ngủ trưa. Dần dần ông nhận ra thói quen ngủ trưa của người Việt là rất tốt bởi hoạt động dưới cái nóng oi bức mất nhiều năng lượng. Mấy tháng sau thì ông cũng bắt đầu ngủ trưa và trở thành thói quen không thể bỏ. Buổi trưa ông ngủ khoảng 1,5 đến 2 tiếng cảm thấy sàng khoái và tỉnh táo hơn. Khi hậu Việt Nam khác ra nước tôi ở, tôi nghĩ thói quen ngủ trưa là hợp lý. Jefferson Schroeder nói. Ngoài ra thì ông cũng rất thích văn hóa hàng xóm ở Việt Nam. Khác với Mỹ, những ngôi nhà ở Việt Nam thường nằm sát nhau, họ gắn bó và ảnh hưởng nhau. Ông nhận xét, đa phần thì hàng xóm đều nhớ mặt biết tên và quan tâm những câu chuyện cá nhân của nhau chính vì ảnh hưởng điều này ông đã phải lớn tiếng với hàng xóm khi chứng kiến cảnh anh ta đánh vợ lần khác ông than phiền với người phụ nữ cùng xóm khi nhà mình thường xuyên bị một người đổ rác trước cổng tiểu bậy dù đã lắp camera góp ý thẳng tình trạng này cũng không cải thiện bằng cách nào đó thì câu chuyện này đã lan đi khắp xóm khiến anh ta xấu hổ phải dừng lại ông kể đây là những điều mà ông ấy chưa bao giờ làm trong đời khi đang còn sống tại mỹ Ông cho rằng mình có nhiều lý do ở lại Việt Nam hơn là rời đi. Ông đã giảm 9 cân, sức khỏe cũng tốt hơn nhờ thói quen ăn uống kiểu Việt. Thì thoảng ông tham gia vào chương trình dành cho một hội người cao tuổi tại địa phương, biểu diễn trang phục áo dài và văn nghệ. Ông khẳng định, tôi hạnh phúc khi sống ở Việt Nam. Thật tuyệt vời khi được lắng nghe những câu chuyện thú vị của người nước ngoài các bạn nhỉ. Việt Nam là đất nước thân thiện, người dân luôn hài hòa, tốt bụng niềm nở tình làng nghĩa xóm và vật giá cũng khá rẻ, dễ sống cho nên ngày càng nhiều người đến Việt Nam sinh sống lâu dài cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Đừng ngạc nhiên nhé, vì Việt Nam đứng thứ 7 trên tổng 52 quốc gia đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2022. Theo khảo sát thường niên Expat Insider của tổ chức International. nói như vậy để hiểu rằng cuộc sống ở Việt Nam hạnh phúc đến thế nào. Tự hào khi được sinh ra ở Việt Nam và được tận hưởng nhịp sống hối hả nhưng dễ chịu của Việt Nam, cộng đồng mạng đã đưa ra những nhận xét như thế này. Ở Việt Nam, tuy không yên tĩnh như nhiều quốc gia khác ở châu Âu hay Bắc Mỹ, nhưng ở ngoại thành thì yên bình và nhiều điều thú vị như tình cảm, có tình nghĩa hàng xóm thân thiện, đồ ăn rẻ, giá sinh hoạt rất rẻ đối với người châu Âu, Bắc Mỹ, Úc. Mấy ông Tây thất nghiệp, nghỉ hưu một tháng có mấy ngàn đô. Qua Việt Nam sống sông xanh, không thiếu thứ gì. Tội gì không qua Việt Nam sống cho nó hoành tráng, bà ở trong nước gói ghém, thiếu trước hụt sau thế mà dân ta lại cứ đồn nhau sáng nước quay dễ sống dễ kiếm tiền thoải mái hơn đua nhau sang đó định cư rồi toàn làm công việc tay chân chi phí sinh hoạt dễ chịu người dân thân thiện ẩm thực đa dạng đất nước có nhiều cảnh đẹp việt nam cũng nhiều ưu điểm lắm tôi yêu việt nam với tình hình suy thoái kinh tế như hiện nay thì phương tây không còn là miền đất hứa nữa tôi vừa có chuyến đi mỹ và thấy rằng sống ở việt nam hơn mỹ rất nhiều về thời tiết thức ăn giá cả làm việc và con người Lượng nước ngoài sống ở Việt Nam là vô đối. Nhiều bạn khen y tế nước ngoài chứ tôi thấy bình thường. Phục vụ sơ sài, đắt đỏ và đặt lịch cực kỳ lâu. Qua Việt Nam vừa nhanh vừa phục vụ từ A đến Z, giá cả chỉ bằng 1 phần 3, 1 phần 4. Lương hưu ở nước ngoài ăn tô phở còn phải nghĩ, vì Việt Nam sống xả láng luôn. Chuẩn đây các bạn ạ, chúng ta hay mơ mộng những vùng đất xa xôi, nhưng quên mất rằng quê hương của chúng ta vẫn là một nơi thực sự đáng sống. Thứ nhất, đó là cơ hội việc làm cực kỳ cao khi ở Việt Nam. Theo khảo sát của nhiều tổ chức uy tín, nếu bạn là người nước ngoài và muốn kiếm được lương 6 con số tính theo tiền đô, hãy đến Việt Nam. Thứ hai, chi phí sinh hoạt rẻ đến chóng ngợp. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, thực phẩm tươi sạch thường có mức giá khá cao so với những món ăn chiên ngập dầu, đồ ngọt hay là thực phẩm tiện lợi. Chúng ta có thể chọn cách hoàn thành bữa ăn sáng bằng một cái gì đó với giá rẻ tiền nhưng không an toàn. Tuy nhiên thì điều đó không xảy ra khi ở Việt Nam. Tại nước ta, thực phẩm sạch và lành mạnh lại có mức giá siêu rẻ. Thứ ba, nền văn hóa phong phú đa dạng. 64% người nước ngoài ở Việt Nam cho biết đất nước chúng ta là một nơi có nền văn hóa rất đa dạng phong phú. Một ví dụ rất điển hình luôn nhé, đó là xe máy rất phổ biến ở nước ta và không ít lần những pha lượn lách phóng ra như đền ra của người Việt Nam khiến người nước ngoài kinh ngạc. Thứ tư và không thể thiếu đó chính là con người Việt Nam luôn thân thiện, cởi mở. Mặc dù đã trải qua nhiều năm lịch sử chiến tranh khốc liệt, người Việt Nam vẫn luôn giữ lòng hiểu khách và sự hào phóng đối với người dân quốc tế. Người Việt Nam khéo léo, dễ gần và nhiệt tình, có chí cầu tiến và luôn lạc quan. Và thứ năm, cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời. Việt Nam nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn và truyền cảm hứng với vô số bãi biển đẹp, các vùng cao nguyên mát mẻ với những hồ nước và dòng suối trong lành, chỉ với một số tiền nhỏ thôi nhưng đi chơi cả năm vẫn chưa hết Việt Nam. Nói tóm lại, đất nước nào cũng có ít nhiều ưu điểm và quyết điểm, Việt Nam vẫn có những điểm chưa tốt như là tình trạng chặt chém cướp giật, xả rác nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, ta vẫn thấy so với nước ngoài thì Việt Nam an toàn và thân thiện hơn nhiều. Cũng may là nhờ có các ông Tây mà chúng ta mới sực nhớ ra và trân trọng những ưu điểm vốn có của Việt Nam. Mà không biết là có ai giống như mình không, mặc dù ngưỡng mộ cuộc sống ở trời Tây lắm, nhưng thực ra thì khi đã đi du lịch một số nước trên thế giới thì mình cảm thấy đến để hưởng thụ một thời gian thì hợp lý đấy, nhưng nếu để sống tại đó thì lại là một chuyện khác. Và lựa chọn của mình, Việt Nam vẫn cứ là số 1. Như nhiều người hay nói nếu có tiền thì ở Việt Nam là sướng nhất. Còn các bạn nghĩ sao về xu hướng sang Việt Nam nghỉ hưu của nước ngoài? Chia sẻ quan điểm của các bạn ở bên dưới phần bình luận nha. Rất tiếc đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo